4 sai lầm dễ mắc phải khi nhập hàng Trung Quốc. Ngành nhập hàng Trung Quốc những năm gần đây vô cùng hot bởi lợi ích mà nó đem lại. Đó là lý do hiện nay có rất nhiều người mới bước chân vào ngành này, tuy nhiên số người chua xót vì thất bại cũng không phải con số nhỏ bởi vì một số sai lầm chủ yếu dưới đây. 1. Chưa nắm rõ quy định về nhập hàng Trung Việt. Nắm rõ danh mục hàng hóa được phép nhập về Việt Nam là điều vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, bạn nên tìm hiểu rõ về các phương thức vận chuyển theo đường tiểu ngạch, chính ngạch cũng như các loại chi phí phát sinh, rủi ro có thể gặp phải trong quá trình mua hàng và vận chuyển về Việt Nam. Nếu chưa tìm hiểu kỹ mà vội vàng tiến hành nhập hàng, bạn không những phải chịu nhiều tổn thất chi phí nhập hàng, rủi ro hàng về lâu, thậm chí là hàng không về được do không đúng quy định. Vì vậy, bất kể là nhập một lô hàng lớn hay nhỏ đều phải nằm lòng các quy định về nhập hàng Trung Việt. 2. Lựa chọn phương thức nhập hàng chưa phù hợp. Ở thời điểm hiện tại, đánh hàng theo cách truyền thống đã dần không còn là phương thức phổ biến và tối ưu được chi phí. Thay vào đó, nhập hàng online từ các trang thương mại điện tử Trung Quốc ngày càng được ưa chuộng bởi sự tiện lợi khi tiết kiệm thời gian, chi phí. Ở Trung Quốc có rất nhiều trang web mua sắm online, trong số đó Taobao, 1688, Tmall là những sàn thương mại điện tử phổ biến nhất, được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng. Ở đây, bạn sẽ tìm được những nguồn hàng vô cùng phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại, mẫu mã, màu sắc. 3. Nhập hàng Trung Quốc giá rẻ từ nhà cung cấp không uy tín. Giữa hàng trăm hàng ngàn các shop, nhà cung cấp trên các sàn thương mại điện tử, có không ít những shop không uy tín với sản phẩm kém chất lượng. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ thông tin về nhà cung cấp, đồng thời nên đặt các đơn hàng nhỏ đi test trước khi lên đơn hàng lớn để hạn chế tối đa rủi ro. Ngoài ra, khách hàng có thể dựa vào các chỉ số nhà cung cấp để có một cái nhìn chung cũng như phán đoán sơ lược về mức độ uy tín của nhà cung cấp đó. 4. Chưa tìm được đơn vị order, vận chuyển uy tín. Nhu cầu nhập hàng và mua hàng Trung Quốc ngày càng tăng, thì sự xuất hiện của các đơn vị mua hàng hộ, vận chuyển ký gửi hàng chung, Việt cũng càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, hiện nay toàn quốc mọi ngóc ngách đều có những cá nhân, tổ chức tự xưng là đơn vị uy tín, giá rẻ, chất lượng. Nhưng có thật sự như vậy hay không thì chúng ta phải thử trải nghiệm dịch vụ mới biết được. Chúng ta thường sẽ lựa chọn các đơn vị lớn, có tiếng, lâu năm dày dặn kinh nghiệm hợp tác mới an tâm. Đây là một lựa chọn đúng đắn tuy nhiên không hoàn toàn.